chỉ huy đơn vị Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Ông Esmail Iskandar đã mất tích kể sau cuộc không kích của Israel vào Beirut, Liban hồi tuần trước. Truyền thông Israel đưa tin, ông Kani đã đến thăm Dahiyeh ngoại ô phía nam Beirut. Thời điểm đó, Israel không kích nhắm mục tiêu vào thành viên cấp cao của Hezbollah là Hassem Safieddine, người được dự đoán sẽ trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng này ở phía nam Beirut. Một quan chức Iran chia sẻ với hãng tin Reuters rằng cả Tehran và Hezbollah hiện không thể liên lạc với ông Kani. Israel đã tấn công nhiều mục tiêu tại Dahiyeh trong chiến dịch chống Hezbollah. Hezbollah khẳng định sẽ không lên tiếng về số phận của ông Safieddine cho đến khi công tác tìm kiếm kết thúc. Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu ông Kani có tử vong trong cuộc không kích của Israel tại Beirut hay không, người phát ngôn quân đội Israel Nadav Zossani trả lời rằng lực lượng này vẫn đang đánh giá kết quả của cuộc không kích. Quan chức này đồng thời cho biết Israel đã hoàn tất cuộc không kích vào trụ sở tình báo của Hezbollah tại Beirut vào tuần trước.